Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và nhiều di tích danh thắng của quê hương Quảng Bình, nhằm bảo tồn phát huy cả giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh kích cầu và phát triển du lịch. Bắt đầu từ năm 2006, thành phố Đồng Hới đã tổ chức Tuần Văn hóa Đồng Hới. Đến năm 2012, Tuần Văn hóa Đồng Hới được phát triển thành Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới và tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Đây là thời điểm mở đầu cho mùa du lịch trải dài suốt mùa hè của các địa phương miền ven biển. Sau hơn 10 năm do chính quyền địa phương thực hiện, năm 2018 này, lần đầu tiên Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới được tỉnh Quảng Bình chủ trì tổ chức tại thành phố trung tâm tỉnh Lì. Hơn 10 năm qua, Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới đã trở thành thương hiệu trong hoạt động du lịch của thành phố Hoa Hồng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Các hoạt động văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật đa màu sắc, đan xen giữa truyền thống và hiện đại diễn ra liên tục trong một không gian rộng, đậm chất văn hóa biển, mang đến cho du khách thập phương những khám phá và trải nghiệm mới mẻ về vùng đất, con người và nét văn hóa độc đáo của một thành phố trẻ năng động và đầy quyến rũ ở khu vực miền Trung và Bắc Trung Bộ đang từng ngày hội nhập và phát triển, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới. Quảng Bình là trung tâm kết nối các tuyến du lịch trên con đường di sản miền Trung và hành lang kinh tế Đông Tây. Đến Quảng Bình, miền đất di sản với kỳ quan thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hai lần được UNESCO vinh danh. Với đất thiêng Vũng Chùa Đảo Yến, cùng rất nhiều điểm du lịch tâm linh, di tích lịch sử danh thắng, du khách không thể không dừng chân ở thành phố Đồng Hới, trung tâm tỉnh Lì, cùng biển xanh cát trắng nắng vàng và đến với vương quốc hang động của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch, Đồng Hới Quảng Bình đang dần chinh phục du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và khám phá, nghỉ dưỡng. Cái bản chất của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới cũng là cái gần như một cái lễ khai mạc cái mùa du lịch Quảng Bình. Cái Đồng Hới là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh, thì chúng ta tổ chức Tuần Văn hóa mục đích để một quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình, mục đích là để cho du khách, rồi là mục đích là truyền thông, mục đích là để mà mở đầu cho một cái mùa du lịch. Thì trong đó nếu bật được thì nhiều cái vấn đề du lịch như là về văn hóa du lịch, như là ẩm thực, như là lễ hội là bơi thuyền, rồi là lễ hội đường phố, là chúng ta tập trung những cái mà mang tính bản sắc văn hóa của Đồng Hới nói chung và của cả tỉnh Quảng Bình nói riêng. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch, Đồng Hới Quảng Bình đang dần chinh phục du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá và nghỉ dưỡng. Được diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 4, Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật, mở đầu cho các hoạt động du lịch đặc sắc của Quảng Bình năm 2018. Với mục đích lưu giữ, phục hồi những nét đẹp văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng của mảnh đất con người Đồng Hới Quảng Bình và thúc đẩy phát triển du lịch, việc tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới qua từng năm được đầu tư ngày càng công phu, quy mô lớn hơn và hình thức đa dạng, phong phú. Từ chỗ chỉ 5 đến 7 nội dung hoạt động những năm đầu, đến năm 2018 này, Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới sẽ có chuỗi hơn 13 hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức. Bên cạnh chương trình chung tay bảo vệ môi trường biển được ra quân đồng loạt tại các bãi tắm biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, nhiều hoạt động thể dục thể thao và văn hóa nghệ thuật khác trong Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm nay cũng được tổ chức, bao gồm Tour 1 giải bóng chuyền bãi biển, lễ hội phù truyền thống, triển lãm ảnh Đồng Hới xưa và nay, lễ hội chèo can mùa bông hồi bài tròi. Đây là một dịp để thành phố Đồng Hới cũng như Quảng Bình khai trương cái mùa du lịch năm nay với nhiều cái hoạt động cũng như là với lợi thế về các di tích lịch sử cũng như là danh thắng trên địa bàn tỉnh, thì sẽ thu hút được đông đảo du khách đến với Đồng Hới, đến với Quảng Bình để thưởng thức rồi là thưởng ngoạn những cái
nét đặc trưng riêng có của mình trên mảnh đất Đồng Hới cũng như tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt năm nay do được nâng lên cấp tỉnh nên quy mô các hoạt động tuần văn hóa du lịch không còn dừng lại của thành phố Đồng Hới. Tiêu biểu có thể kể đến như lễ hội ẩm thực Hương Nhật Lệ tại bãi biển Nhật Lệ 1 sẽ có sự tham gia của các đầu bếp nổi tiếng của các thành phố lớn trong nước và một số nước trong khu vực. Theo kế hoạch thì dự kiến sẽ có 50 gian trưng bày đến từ các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, cùng các đơn vị đến từ Chiang Mai, Nakhon Phanom, Thái Lan, Khắp Muộn, Lào. Có sự hiện diện của một số đầu bếp hàng đầu Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hoạt động nổi bật được nhiều người dân và du khách quan tâm và chờ đón nhất trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm nay là lễ hội diễu hành đường phố Caravan Đồng Hới 2018. Với sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật như Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Trần Kiều Ngân, Hoa hậu Phan Thu Quyên, Hoa hậu ca sĩ Đinh Hiển Anh, người mẫu Khả Trang, ca sĩ Phương Anh, Sơn Ngọc Minh, v.v. Cùng với gian hoa hậu, người mẫu, ca sĩ tên tuổi, người dân địa phương và du khách còn được chiêm ngưỡng nét đẹp của người con gái Việt Nam qua những bộ sưu tập áo dài truyền thống của nhà thiết kế Nhật Dũng, mang dấu ấn hình ảnh quê hương Quảng Bình. Như các bộ sưu tập với chủ đề Quảng Bình Vương quốc Hang Đồng, Biển, Đồng Hới xưa và nay. Những tà áo dài thướt tha tung bay trên đường phố sẽ mang đến một không gian tươi tắn đa sắc màu cho thành phố hoa hồng xinh đẹp bên dòng Nhật Lệ, cùng thông điệp về những dấu ấn của mảnh đất con người Quảng Bình đến bạn bè khắp năm châu. Năm nay Nhật Dũng gom góp những cái ý tưởng và tạo nên một cái bức tranh muôn màu, tất cả các nghệ sĩ, hoa hậu, ca sĩ đều tham gia, đặc biệt là ba miền hội tụ về Quảng Bình, thì một màu sắc, một không gian và một hình ảnh của thành phố Đồng Hới kể từng một câu chuyện, từng giai thoại và từng thời kỳ phát triển, và đặc biệt hội tụ về đây là những bông hoa, những hình ảnh và nói lên những hình ảnh đẹp của thành phố Đồng Hới được mệnh danh là thành phố hoa hồng. Thì Nhật Dũng đã khai thác triệt để tất cả những hình ảnh mà về cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Quảng Bình, như hình ảnh của động thiên đường, hình ảnh của suối và hình ảnh của tất cả hang động của tỉnh Quảng Bình. Thì đến với chương trình lễ hội lần này thì Nhật Dũng đem bộ sưu tập Quảng Bình Vương quốc Hang Động, đó là một trong những điểm nhấn của Carnival lần này. Nhiều hoạt động khác như lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm nhảy, liên hoan lân sư sông, giao lưu các làn điệu dân ca sẽ có sự góp mặt của các đội thi đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh và các tỉnh bạn. Chương trình nghệ thuật Đồng Hới Hoa Hồng và Biển là hoạt động quan trọng nhằm tạo điểm nhấn trong tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới và khởi đầu cho mùa du lịch Quảng Bình năm 2018. Cái vấn đề mà lễ hội văn hóa du lịch Đồng Hới thì ngoài cái việc mà nó phản ánh những cái văn hóa Đồng Hới, những cái du lịch Đồng Hới ra, thì trong đó có cái nội dung là quảng bá cái hình ảnh du lịch Quảng Bình, đó là Quảng Bình là một cái vương quốc hang động của thế giới. Cho nên là ngay cả là vấn đề mà du khách đường phố á, là những cái thiếu nữ xinh đẹp mặc cái bộ áo dài, mà trên bộ áo dài đó là nó thể hiện là hình ảnh của cái các hang động Quảng Bình. Bởi vì là đấy là cái nét đặc trưng đặc sắc nhất của lễ hội du lịch văn hóa Đồng Hới, nó khác với Cửa Lò, nó khác với Hạ Long. Và chúng tôi cho rằng là đấy là cái mà cái nét văn hóa đậm đà nhất, ngoài du lịch biển, ngoài du lịch tâm linh, ngoài du lịch sinh thái, rồi ngoài là ẩm thực ra, thì du lịch hang động là cái cốt lõi của cái du lịch Quảng Bình cũng như Đồng Hới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho tuần văn hóa du lịch Đồng Hới 2018 đang được các đơn vị chủ trì của tỉnh Quảng Bình cơ bản hoàn tất. Đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc và có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại là kỳ vọng của người dân địa phương cũng như khách du lịch khi đến với các hoạt động tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018, được tổ chức trong dịp đón những ngày lễ lớn của đất nước 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Giỗ Tổ Hùng Vương.
hình ảnh của quê hương di sản Vương quốc Thăng Long Quảng Bình, thành phố Hoa Hồng, thành phố du lịch biển xinh đẹp và thân thiện Đồng Hới sẽ lan tỏa đến với du khách gần xa trong nước, khu vực và trên toàn thế giới.